Rồi, xin chào quý khách thân yêu của em đã trở lại với kênh máy cắt cỏ của cửa hàng Thành Hợp ha. Hôm nay em lên lô máy gọn gọn nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ là 13 cây đó. Máy của em là dao động giá từ 1,3 triệu cho đến 2,9 triệu nha. Lý do cây 2,9 triệu này là một cây đề, xin đây qua vừa có đề vừa có ga bóp rồi pin sạc đầy đủ hết, đầy đủ phụ tùng đi theo bao ship luôn, cho nên mới giá 2,9 triệu nha mấy anh. Mua làm quà tặng là hết sảy còn bà bảy luôn đó. Có Tanaka, Gobin, Mitsu, Isaki, rồi Makita, Komitsu, rồi có một cây 36 ly 34cc có trợ lực luôn. Rồi máy ngon lành như vậy giá cũng tương đối là rẻ ha. Mua hàng bên em đặc biệt là em không có, đây em sẽ giới thiệu luôn nè, số điện thoại để liên hệ cửa hàng bên em nè mấy anh, 0913136620, đồng thời cũng là Zalo ha. Bên em có ship hàng toàn quốc, đặc biệt là những chỗ nào mà cách ly toàn xã hội 14 ngày thì em không có ship tới chỗ được nha mấy anh. Được xem hàng, kiểm tra hàng, test nổ máy đúng hàng mới nhận ha. Đặc biệt không có lấy cọc, không có lấy cọc, cho nên mình đặt hàng phải đặt cho nó nghiêm túc nha mấy anh, chứ đừng không lấy cọc rồi lên đặt cho đã không ưng rồi mình trả về cũng tội nghiệp bên quá trình em đóng hàng với cho đi hàng ha. Cái nick Facebook là máy cắt cỏ đó. Bên em khi mà báo giá thì em đã bao ship nha mấy anh, là ví dụ giá 1,3 triệu là em bao ship tới nhà cho mình, đồng thời 6 món đi kèm luôn, tới chỗ chỉ việc sử dụng thôi chứ không cần phải mua phụ tùng gì thêm. Chỉ có mua, nếu mua thì phải mua nhớt nha, nhớt bên em là 1.100.000 một chai, nhớt bên em là 100.000 một chai ha. Mấy anh nào có mua thì cho em hay. Rồi mấy anh ơi, xem kênh mà thấy kênh nhà giải thích ok, máy ngon lành, giá đẹp, cho em xin nút đăng ký kênh ha. Cái bên có cái chuông nhắn, vô cái chuông nhắn chỉ tất cả để khi mà em like nó sẽ hiện lên trang của mình, mình có thể chọn được những cái máy phù hợp bạn ý ha. Rồi bây giờ em sẽ test nổ từng cây. Cây đầu tiên là cây Shinewa 260, màu xanh dương rất là đẹp. Cái chất lực cái gì? Quá đã. Đây, đây. Cái nút đề đó nha. Cái nút đề là cái nút màu đen ở giữa là mình đề ha, tắt là cái nút này. Đó. Tắt hả? Rồi em sẽ đề nè. Đó. Có cục pin sẵn cho mình luôn nha mấy anh. Mà tới chỗ em sẽ tặng cho mấy anh thêm một cục sạc nữa. Mà khi mấy anh xài, mấy anh tháo pin ra mấy anh sạc ha, chứ không phải để gì ghim nha. Có nhiều khách hiểu lầm cũng tội nghiệp em. Tim nhôm nha mấy anh. Ga bóp luôn, ga bóp ghim luôn. Đầu bò ghim. Đó. Chế ghim hai kim quanh bà gồ luôn, rồi le đỏ tự động cho mình luôn ha. Khi mình đóng le mình lên ra nó sẽ nhảy chế độ ban đầu, chụp giật trợ lực đó. Nó nhiều ưu điểm nha, ưu điểm thứ nhất chụp giật trợ lực, thứ hai chế ghim tiết kiệm xăng, nhảy nổ siêu bền. Cái thứ ba là bên em bán là tặng theo cho mình cục sạc rồi thêm cục pin luôn. Thứ tư là ga bóp ha, đây à, tắt ha. Bình xăng lớn này, mới chát luôn ha, zin luôn. Bao ship tới nhà 6 món đi kèm. E1 34 ly 2,9 triệu 26cc. Chuẩn để phát cước luôn ha. Đây cái tem còn, và bên em báo nha, 6 món đi kèm của em gồm những gì? Có trắng cỏ, dây đeo, tiếp mở bogey, lục giác 4, lưỡi dài với cái ổ phát cước. Mấy anh nào đấy lưỡi tròn thì nói em ha. Rồi em sang cây E2 ha. Dẹp chưa đi. E2 là cây Tanaka bogey đứng. Dây giật thì trắng, bình xăng lớn cũng trắng mà đẹp ha, tem còi nguyên luôn nha mấy anh. Bốn nè, ốc nó nè mới chát luôn. Màu xanh này thấy là lạ lạ, độc độc, bugi đứng nha. Chế zin quanh gồ luôn, một kim. Công tắc nó nằm bên đây nha. Đó, nè, ốc chỗ công tắc mới chát luôn, tum liền tum nhựa ha. E2 32 ly 1,3 triệu. Hai tay cầm zin, đầu bờ zin. Đặc biệt ga cũng hai chế độ nha mấy anh. Đó, anh muốn ga giữ thì mấy anh cột cái cây dài này lại giùm em thành ga giữ. Đó, mấy anh muốn ga bóp thì mấy anh lên là giùm em. E2 1,3 triệu. Rồi sang E3 là cây Gobin. Cái máy
3 ngày chưa hết nữa. Robin 22cc 32 ly, trái ghiên quanh gọn một kem ha. Tâm liền tâm nhựa nha mấy anh. Cái này gọi là Robin đầu chùa ha. Có 1,3 triệu thôi. Cái tâm nó dày nè mấy anh ha, cho nên là đặc biệt là mình phát cỏ cứng, cỏ keo, cỏ bự tới đâu cũng bao đứt nha, chạy rất là êm. Ga bóp luôn. Đầu bộ ghiên 1,3 triệu bao ship tới nhà, đầy đủ phụ tùng đi kèm ha. Rồi anh sang E4 là một cây Mitsubishi tên là 20 nha. Rồi. PC tên là 20 chế một kim quanh gồ luôn đã. Tâm rời tâm nhôm thế mấy anh, quá đã luôn. E4 30 ly 1,5 triệu một tay cầm, công tắc với ga trên ghi đông cho mình. Mấy anh nào không thích một tay cầm thì nói em lên hai tay cầm, mà đặc biệt không nên tay cầm lô nha mấy anh. Tay cầm ghi nhiều khi nó không có đủ để mà đáp ứng á. Đầu bò ghi chán cỏ ghi này ha, cái đầu bò có cái chán ngược nè, đầu bò sáng hới rất là đẹp ha. Cái chán ngược hạn chế quấn cỏ luôn ha, mà chép ngược bằng nhôm luôn, có cái đế bảo vệ mình săn nữa nè, thấy không. Cái lốc thì in Japan nằm đây, mát in Japan ha, nằm trong cái lốc có thông số luôn nè đó. Máy đẹp ha, hình thức còn rất là đẹp, 1,5 triệu. Rồi em sang E5 là một cây Isaki. Mày kiếm đây. Kim cho mình này ha, đặc biệt những dòng máy này mà anh chạy càng nóng thì nó càng bốc càng khỏe ha, chứ không phải những dòng máy kia mà anh tỏa nhiệt rất là tốt luôn. E5 32 ly 1,5 triệu nha, tum rời tum nhôm hai tay cầm, đặc biệt ga của nó cũng hai chế độ luôn ha, đó mình muốn giữ mình muốn bóp nha mấy anh, nó đã vậy nó riêng luôn, trắng cỏ riêng, đầu bò riêng luôn ha. Nè cái chân trống ở dưới nó nè, cao mình sân lớn ha. Máy này á, mà mấy anh không cắt cỏ mình có thể bơm nước hoặc đấu mình xịt được luôn nha anh. 1,5 triệu. Rồi em sang E6 là một cây cây này là cây Hitachi ha. Hitachi là nào mà là xài bình xăng zin nha, bình xăng một co một kim nha mấy anh. Đó máy hình thức cũng còn rất là đẹp ha. 24cc 32 ly. Nè có cái đế bảo vệ bình xăng lớn mà luôn ha, mà đế này bằng sắt nha, nó ôm luôn bình xăng lớn. Tum nhôm mà tum liền nha mấy anh. Ha. Hitachi E6 32 ly 1,5 triệu, hai tay cầm. Ga với công tắc trên ghi đông cho mình luôn ha. Đó. Ga này ga bóp nha mấy anh, công tắc trên ghi đông. Trắng cỏ green, đầu bò green luôn, hai trắng cỏ màu trắng luôn, ngon lành cành đào. 1,5 triệu E6 chạy cực kỳ bốc, cực kỳ khỏe ha, cái bô nó sáng hết luôn nè mấy anh. Đó. Rồi em sang E7 là một cây Xenon Komitsu 23cc chia green luôn ha. Kim chế ghim ha. Nè mấy anh nhìn thì mấy lóc máy sáng thấy luôn nè. Tum liền. Tum liền này tum nhôm nha. Ra trên ghi đông một tay cầm, đầu bò ghim. Rồi vẫn như hình cũ ha, mấy anh muốn lên hai tay cầm thì báo em nha. Còn không báo em để một tay cầm. Ra tới ngoài đừng la em bắt công gửi ra tội nghiệp em ha. Có gì mình báo trước ở đây đi. Đây, công tắc nó nằm trên đầu máy nha, Komitsu G2KC. Phần lớn là công tắc nó sẽ nằm trên đầu máy ha mấy anh, nằm mà coi hoài mình tin ý giùm em. 1,5 triệu chạy bao khỏe luôn. Rồi, em sang E8. E8 là Kyogit 253. Chuyển động luôn á mấy anh. Xăng này. Ai nói chế mới không ngon? Chế mới vẫn ngon như thường ha.
em lên là tốn 130 ngàn mà em bán vẫn không có kê giá lên được nha mấy anh. Đó, lý do là chế ghim không lên được thì mình phải lên chế mới thôi. Rồi nhiều khi chế ghim thứ nhất nó không nhạy nổ, cái thứ hai á về mấy anh xài về bữa cũng gặp trục trặc, cái chế thật sự là còn ngon bên em mới làm được. Rồi tôm rời tôm nhôm 253 33 ly 1,5 triệu E8 hai tay cầm đầu bọc ghim ha. Mấy anh á, mấy anh nào mà không chê hình thức bên ngoài mình chốt cái này đi mấy anh, chạy bao khỏe bao phê, chạy mà nó giật ngược lại mình luôn, nó khỏe nè, có cái đế dưới nè, sân lớn mà không chạm đất nè, thông số nè ha, kêu ghép chế mới chứ hai kim nhảy nổ luôn ha. Chưa rồi qua cây E9 là cơ Maru Yanma ha. CC 34 ly, chế quanh gồ một kim để nổ tiết kiệm xăng, tôm liền tôm nhựa hai tay cầm chân cỡ ghim đầu bò ghim ha. Ưu điểm đầu tiên của Magu là nó bền nha mấy anh, ưu điểm thứ hai là tiết kiệm xăng, ưu điểm thứ ba là phụ tùng đa dạng giá thay thế ha. Đây lóc dập mắt in Japan cho mình luôn ha, có 1,7 triệu thôi, 34 ly, sở hữu được cái máy bao đẹp bao xịn sò luôn đó. Em mời là kêu gít 260. Trợ lực khá mấy anh, cho nên lính nó phá ngồi giật hoài. Trợ lực giật phát chạy rất là nhẹ, giật không cần phải dùng lực nhiều ha. Dùng 50% cái lực của mình có thôi, giật là dán chạy. Bình xăng ga piston vú ngang ha. Nè bóp nó lên bực bực luôn nè. Tâm liền tâm nhôm nha mấy anh, 260 34 ly, E10 1,8 triệu ha. Hai tay cầm đầu bộ ghim, có cái chân ở dưới đó nè, bình xăng lớn mình không chạm đất ha. Công tắc nằm đây, có thông số luôn nè. Đó. Cái này á, là lý do nó hơi xấu cái chỗ này nè nha mấy anh. Em bớt 200 ngàn chứ mà nó đẹp tới 2 triệu luôn nha ha. Em bớt 200 ngàn chứ cho em anh khỏi kì kèo giá cả ha. Rồi E11 là Austin 26 nè. Rồi giật đi. Rồi thì mình hả mua, hoặc là mấy nào biết sử dụng máy mình hả mua máy trên mạng nha mấy anh. Thấy máy trên mạng vừa đẹp vừa rẻ thích quá mua, nhưng mà về không biết cách thử máy là không được ha. Hoặc là mấy anh kiếm anh nào mà có cách sử máy rồi ở xóm mà quen với nhau á, thì mấy anh lúc mà nhận hàng mấy anh rủ lại thử máy nha. Đó, đó là em nói trước ha, chứ mình em bán hàng em bán thiệt tình chứ em không có lừa dối khách. Mấy em nói cho mấy anh hiểu tới đâu hả. Rồi bình xăng vú ngang ha, bình xăng ghim tôm gợi tôm nhôm thì ngoài cắt cỏ mình có thể đấu mình sạch nha mấy anh, tôm nhôm xịn sò luôn, có 1,9 triệu nè. Có E11 Batoli 1,9 triệu, hai tay cầm double gin. Cái con ốc mà chỗ tay cầm đó mình có thể tháo ra, mình hạ tay xuống hoặc là mình cho nó nằm ngang được luôn nha mấy anh ha. Ốc tin chạy bao khỏe luôn nè, máy còn thức, hình thức còn rất là đẹp ha, còn rất là mới luôn. Cái gì mà nó làm vậy? Rồi cái lóc nó cũng có dập dưới da ban ha, nó nằm ở dưới đây nè. Đó, nằm trong cái tay em chỉ á, nữa mấy anh về mấy anh kiểm tra ha. Austin này nè là dòng máy cưa chạy rất là khỏe, thì về máy cỏ khỏi bàn cãi ha. Phiên bản của Đức sản xuất tại Nhật, con này là em nó liền với máy Austin luôn đó. Nó có chữ da ban nằm đó đó. Rồi E11 1,9 triệu, sang E12 là Magu Yanma 263 ha.
kim của anh bờ gồ nhảy nổi tiết kiệm xăng ha, bình xăng lớn zin nè, đẹp giả mang nha. Này cái tem còn luôn ha, áo màu cam phối đen đẹp ha, tum gợi tum nhôm cho mình luôn đó, ga với công tắc trên ghi đông nè, đầu bờ zin nè, chỗ mày bán máy đó. Cái lóc nó có dập chữ da ban dưới đây nè nha mấy anh. Đó, chỗ chú bơm nhìn xuống kỹ ra, mát in da ban đó ha. Phần lớn nó nằm kép mình sang con. Rồi E12 2,1 triệu bao ship tới nhà, 6 món đi kèm. Nè, thấy cái này lên trên bàn đi. Còn mọi kêu kìa. Rồi, cái cuối cùng. Tanaka ha, 34cc, 36 ly mà vừa có trợ lực nha mấy anh. Tum liền, tum nhựa ha, công tắc nằm đây. Hai tay cầm ga giữ, trắng cỏ ghim đầu vào ghim mà trắng cỏ nó bự chà bá hự luôn. Đó, về mình xài thoải mái luôn ha. Chiếc ghim quanh gồm một kim tiết kiệm xăng cho mình luôn. Có thông số luôn nè. Đó. Công tắc nằm đây ha. 2,1 triệu cho E13 nha mấy anh. Hai cộng thun nó dày cui luôn nè. Đó. Vừa trợ lực vừa công suất lớn, giá siêu siêu là mềm. Rồi mấy anh nào chốt cái này thì em bốc cho em ha. Rồi em xuống like.